Chị làm MC đám cưới nhiều quá, bây giờ chị làm diễn viên đóng phim đi ạ. Mọi người nhớ là phải bấm tim cho em nhiều rồi nhá. Vâng, chào em đây, lớn lên trên mảnh đất quê mẹ Kỳ Anh Hà Tĩnh. Hôm nay Hà Tĩnh quê em đó. Bà con rất... ai bị xương khớp rồi mít. Có MC đám cưới thì lương làm MC có một tí thôi, mà tới mấy cái quảng cáo lận. Mà tôi tức ghê á, tức mà tim đập bụp 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 luôn. Địch này đã không đám cưới được rồi, lại còn coi MC đám cưới cũng bị làm phiền á. Trời ơi, dạo này trên YouTube quảng cáo nhiều lắm chị ơi. Với lại giờ người ta đóng quảng cáo nhiều lắm. Được rồi, để đây em dạy cho chị tải cái app Pure Tuber này nha. Tải app Pure Tuber này hoàn toàn miễn phí. À, cái app này thì chị có thể chặn hoàn toàn quảng cáo trên YouTube luôn. Còn hỗ trợ thêm chức năng tải video trên website. Có nghĩa là chị tắt màn hình rồi mà video vẫn chạy được ấy. Dễ hả? Trời ơi, đúng là dạo này công nghệ phát triển